Uh, xin chào quý vị anh chị và các bạn, đã rất vui khi quay trở lại. Hôm nay mình sẽ chia sẻ đến quý vị anh chị và các bạn cách chúng ta có thể là chụp màn hình iPhone. Uh, trước mắt quý vị anh chị và các bạn đây chính là một chiếc iPhone 15 Pro Max. Nó thì các cái cấu trúc, các cái nút cộng tăng âm lượng cũng như nút nguồn thì nó cũng tương tự như cái dòng iPhone trước. Thì bên uh, các bạn chụp thì các bạn ấn cùng đồng thời cái nút nguồn và cái phím tăng âm lượng nhé Đó, mình ấn xong thì nó được như thế này. Đó, sau đó mình cái ảnh mình chụp màn hình đây thì mình có thể là uh, lấy bút mình vẽ này đó hoặc là mình ghi văn bản chèn vào đây được. Đó. Thì xong thì chúng ta có thể lưu hoặc là chúng ta xóa cũng được. Đây mình không dùng đến thì mình sẽ uh, xóa đi nhá. Đó, hoặc các bạn chia sẻ. Chia sẻ cho Zalo hoặc là tin nhắn. Đó. Hoặc gửi cho bạn bè, chụp màn hình. Đó, rất là dễ. Ok, vậy là vừa rồi thì mình đã chia sẻ cho các bạn cách để chúng ta có thể chụp màn hình iPhone 10 năm Pro Max thì các bạn có thể áp dụng cho các dòng iPhone tương tự khác các bạn nhé. Thì chúng ta chỉ cần ấn đồng thời nút nguồn và nút tăng âm lượng là chụp được các bạn nhé.